Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần, Redmi K50. Hôm trước thì mình cũng có một cái video test về cái phần thông báo về cái phần đa nhiệm trên cái ROM EU K50 ở đây, đúng không? Các bạn có thể là cái RAM mình đang có này, RAM 8GB. Con chip được trang bị là Dimensity 8100, kích thước màn hình này 6.67 inch. Cơ bản đây là một vài cái thông số của máy thôi. Thì trong ngày hôm nay mình cũng sẽ test xem là về cái phần hiệu năng trên con Redmi K50 khi mà cài sang cái ROM EU ấy, nó sẽ như thế nào. Mình không có can thiệp bất kỳ một cái gì nhá, nhưng mà hiện tại ở cái phần app của nó ấy, do xe không có, kể cả battery and performance cũng không có luôn. Ở cái phần thọ của máy mình để ở mức cao đi 60. Hiện tại máy đang còn 71% pin và mình chơi có kết nối wifi này, độ sáng khoảng 70%. Đợt này mình thấy con K50 nóng lên cũng nhanh cơ. Cơ bản mới đầu thì khá ok. Đi ra chỗ này chơi mấy con khỏe khỏe đi. Con lửa rồi. Chỗ này thì nó hơi nặng một tí các bạn. Được cái nhà với con Redmi K50 này, pin khá là trâu đúng không, 5.500. Thì trong quá trình các bạn trải nghiệm chơi game thì rõ ràng với một pin pin nó lớn như thế này, nó trụ ngon hơn rồi. Đấy, ra chỗ đoạn này phát là nhìn biết mặt nhau ngay. Ở chơi được khoảng 8 phút. Về cái phần tí nữa đi. Về nhiệt độ thì chỉ hơi ấm nhẹ thôi các bạn ơi. Nhìn cái biểu đồ FPS nó không đến nỗi nào đúng không? Không bị lóc. Cái tốc này mình thấy nó khá là giật các bạn. Nếu như về cái ROM EU này thì mình thấy là nó chỉ ngang ngang thì kiểu phần thông báo nó ổn thôi. Còn lại về cái phần hiệu năng thì mình thấy nó cũng khác gì với lại cái ROM nội địa cả. Liệu có bị lock FPS hay không đây? Mình thấy FPS nó đang tụt dần. Nó với một con chip như thế này và một cái FPS chơi được ngon như thế này, các bạn phải lo chơi 3 năm 4 năm một cách thoải mái. Genshin đây, mình chơi đồ họa nó không phải là marketing. Ở cao thì cũng là cũng đủ để các bạn cảm nhận về cái độ giật lag rồi. Nhưng mà về cái trải nghiệm của mình thì thấy là với Genshin nhá, giật lag thì 1-2 lần thôi, không nhiều. Bây giờ mình bắt đầu cảm nhận cái độ nóng ở chỗ gần camera, nó mới nóng lên. Có một cái điều các bạn lưu ý nữa này, với con chip Dimensity 8100 Ultra ấy, ở trên con Xiaomi 12T, mình thấy trên game vẻ ngon hơn so với con Dimensity 8100. Đấy. Nên là bạn nào thích một chiếc máy chính hãng mà nó ổn ý, thì có thể là lựa chọn con Xiaomi 12T. Đến thời điểm này mình chơi được khoảng hơn 16 phút. Khá là ổn nha. Chơi được khoảng gần 17 phút, hiện tại phần trăm pin còn 64%. Nhiệt độ mặt trước rất mát luôn, 38 độ. Nhiệt độ mặt sau cũng khoảng khoảng đấy, 38 độ. Rồi, cùng mình đá sang một chút với Genshin đồ họa cực cao đi. Xem là FPS thế nào đây. Hy vọng là FPS nó vẫn ngon. Cảm giác vô chạm trên mấy con Xiaomi này nó không mượt bằng cái con Realme đâu. FPS hiện tại nó cũng dao động trong tầm khoảng 55 đến 60. Mới đầu thôi. Đến lúc một lát nữa xem thế nào. Với các tựa game Link Quân Mobile, Liên Minh Thoại Tốc Chiến, PUBG Mobile, mình đảm bảo luôn chơi vẫn ngon nhá. Nên là ngày hôm nay mình test qua về Genshin đi. Còn các game kia thì kiểu gì thì kiểu nó chơi chẳng ngon rồi. Được một cái là con này không thấy bị lock FPS.
Mình vẫn sẽ ra cái chỗ cũ này để nó giống với cái đồ họa cao thôi. Xem có ổn không. Hình như là phải xử lý cái tên băng trước đúng không các bạn? Nhìn chung FPS mình thấy là nó cũng không khác gì nhiều ở thời điểm này nhá, so với cái đồ họa cao và 60. Quên chưa cho các bạn xem, mình đều để ở cái mức là hiệu suất cao rồi. Thế mình sẽ giết nốt mấy tên này xong mình dừng nhá. Rồi, mình chơi được khoảng 9 phút. FPS như này là ok nhá, các bạn không phải lo đâu. Hiện tại phần trăm pin còn 56%. Nhiệt độ mặt trước tăng lên khoảng 39 độ thôi các bạn. Nhiệt độ mặt sau cũng khoảng 39 độ. Biểu đồ Genshin bắt ở mức đồ họa cao và 60 FPS trên Redmi K50 khi với ROM EU nha. Các bạn có thể thấy là về cái phần này nó khá là ổn đúng không? Chỉ có một vài chỗ là FPS nó tụt sâu, ví dụ như chỗ này đi là khoảng 30 thôi, còn lại khá là ngon. Đa số dao động trong tầm khoảng 50 trở lên và FPS trung bình là 55.5. Mình vừa có test nhanh Redmi K50 với cái ROM EU. Nhìn chung nhá, nếu như so sánh với cái ROM nội địa đi thì mình thấy cái sự khác biệt nó không quá nhiều. Phải chăng về cái phần liên quan đến trải nghiệm này này, cái con ROM EU này nó sẽ có phần hơi bị giật lag một tí. Nên là mình nghĩ anh em cứ để lại cái ROM nội địa đi, sử dụng cho nó thoải mái, không bị giật lag quá nhiều. Với FPS như thế này các bạn yên tâm, chơi game các thứ cứ thoải mái bét tên nhè đi. Phải chăng về cái phần liên quan đến cái trải nghiệm về cái màn hình này này, nó sẽ theo kiểu hơi ám vào một tí nhá. Thế các bạn cảm thấy thế nào về hiệu năng trên Redmi K50 khi mà chuyển sang cái ROM EU? Đừng quên để lại comment bên dưới nhá. Và trong quá trình mình có trải nghiệm con này, các bạn thấy là có chỗ nào chưa chuẩn chẳng hạn, rất mong các bạn góp ý thêm để mình có thể cải thiện nhiều hơn ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.